Đó là mình cái phần sau này anh thấy có nhiều anh chị hỏi những cái câu hỏi lặp đi lặp lại Zoom. Chúng ta sẽ chương trình chúng ta Dạ. cho anh em dừng lại cái phần sau để anh hỗ trợ thầy nha. Rồi thầy có thể nghỉ ngơi. Dạ, dạ ok anh. Dạ. Ok, Dominic. Yes. Yeah, so Kenny said that he would like to help you assist you with the Q&A and let you take a break and get ready Okay. for tomorrow if that's possible, if that's okay. Yes, okay. So, I'll see you all tomorrow. Yes. Rồi, chúng ta cho thầy vào móng tay đi anh em. Cảm ơn thầy. Dạ rồi, cảm ơn thầy. Ok. See Rồi, cảm you ơn. tomorrow. Yeah. Bye Tạm biệt. Tạm biệt. bye, tạm see biệt, you. tạm Tạm biệt. biệt, tạm biệt, See tạm you tomorrow. biệt. Ok anh em. Rồi, Cảm ơn. cảm ơn các anh chị ạ. Bye bye. Bye Thank Thanks, Kenny. bye. Rồi anh em, chúng ta đã học gọi là từ sáng tới chiều. Xong rồi ta chỉ cần 10 phút để tóm tắt thôi, được không? Ai muốn nghe tóm tắt từ sáng tới chiều 10 phút thôi rồi nghỉ, đưa tay lên, rồi vậy. Tôi thấy anh em có nhiều cái câu hỏi rất là thú vị, hay chừng nghe là rất thú vị. Được không anh em? Bây giờ mình học một ngày như vậy á, là có những người lâu quá rồi không có dành thời gian đi học. Mình toàn là ép con mình học thôi chứ mình đâu có học nữa, đúng không? Có nhiều người lâu quá ép con học thôi chứ mình đâu có học. Nên hôm nay được dợp lại cái khả năng học tập là từ sáng tới chiều. Bao nhiêu người thấy là nó ê ẩm, đưa tay lên vậy vậy. Đấy, vậy tại sao ngày nào cũng xúi con mình học, ngày nào nó cũng học tới từ sáng chiều vậy đó. Được chưa? Vậy là mình biết cảnh khổ của tụi nhỏ rồi đúng không? Ngày nào mình thấy con mình gọi là đi về trên cao trên thấp cái mình nói học có gì đâu mà. Bây giờ hôm nay mình học đó, sáng giờ. Hỏi ê ẩm ai cũng ê ẩm hết đúng không? Đấy. Nhưng mà yên tâm đi. Chúng ta đã có chương trình siêu nhí học đường của chúng ta rồi. Bây giờ là buổi sáng là ngày nào á, là tôi nhắc anh em là ngày nào cũng có chương trình siêu nhí học đường. Các thầy cô dạy toán lý hóa rồi từ lớp 1 tới lớp 12. Dạy bằng phương pháp siêu nhí học đường tức là các con phải là người chủ động học, thầy cô chỉ là người truyền cảm hứng thôi. Tôi sẽ giúp cho anh em trong vòng 10 phút sẽ nhớ lại toàn bộ cái kiến thức mà thầy chỉ trong hôm nay. Chứ học đã đời xong mà không nhớ gì hết thì thua rồi. Bây giờ tắt máy đi, đi ra khỏi lớp cái không nhớ gì hết. Ôi hôm nay được học với ông thầy giỏi nhất thế giới, hay không? Hay lắm. Kể mấy điều nghe coi. Không nhớ nhưng mà hay lắm. Nói chung rất là hay. Không nhớ sao biết nó hay. Nói chung là hay lắm, ông giỏi mà. Ông giỏi chứ mình có giỏi đâu. Anh Dung không? Thế vì ai đã sẵn sàng chuẩn bị 10 phút để nhớ đưa tay lên. Bye bye. Rồi 10 phút này nó quan trọng lắm à. Ngồi thẳng lưng lên. Thế bây giờ mình học đã đời sáng giờ rồi. Nhúc nhích đi. Anh em nhúc nhích đi. Quay qua quay lại. Quay qua quay lại. Trời ơi. Tóm lại 10 phút để còn đi nghỉ nữa chứ học sáng giờ. Tí nữa gặp con của mình ôm nó hôn nó một cái nha. Đấy, ba xin lỗi con. Má xin lỗi con nha. Giờ má mới hiểu là học nó khổ như thế nào. Lâu quá má không được học. Má không được học. Khổ chứ bộ à, để có kiến thức rồi mình cũng khổ, nó cũng khổ dữ lắm chứ. Nên mỗi lần nó đi học về mình phải xoa đầu xoa tay nó một tí chứ mình lại cứ bảo học có gì đâu, sáng giờ mình học đó rồi chưa hết giờ nghe. Tôi vào tôi cướp diễn đàn 30 phút để cho quý vị được nghỉ chơi ngơi và thầy cũng được nghỉ ngơi tội nghiệp không. Ok rồi chúng ta tóm tắt 10 phút nha. Sáng giờ là thầy ông dạy vậy lui về tới á, là nó dựa trên một nguyên tắc thôi, đó là ông chỉ cho mình phải chuyển cái số đó nó qua cái hình. Vì cái số đó, cái não của mình bên trái thì nó lưu số, lưu trữ. Còn cái bên phải thì nó xử lý cái hình. Nên thầy nói cho mình biết rằng nếu mà mình muốn sử dụng toàn não là mình phải chuyển cái số đó thành cái hình. Được không anh em? Rồi anh em ghi đi. Sáng giờ không? Ghi nè. Tóm tắt. Một. Chuyển cái số thành hình. Vậy chuyển cái số cứ làm sao mà cứ một con số này đi ra một cái hình là coi như thành công. Là đúng ý ông nói sáng giờ. Anh em mình vô ạ. Thế thì bây giờ để chuyển cái số thành hình thì nó có quá nhiều cách. Nó có quá nhiều cách. Thế thì mình dùng cách nào cũng được. Thì thầy có chia sẻ cho mình nhiều cách. Thì mình dùng cách nào miễn sao cứ có con số nó ra cái hình là được. Thế hồi nãy tôi thấy có người hỏi là thầy ơi chuyển theo tiếng Anh hay tiếng Việt? Rồi có người nói là tờ tờ đối với em là túi tiền nó khỏe hơn tiếng Anh.
À, nó hay hơn tiếng Anh, nó dễ hơn tiếng Anh. Thật ra là nó như nhau, nhưng tại vì mình dở tiếng Anh quá nên thành ra mình dùng cái bản mã tiếng Anh kiểu của ông mình nhớ không được. Nên nếu mà ai mà ngồi trong lớp này mà giỏi tiếng Anh, họ nghe thầy Dominic nói xong họ nói hay. Nhưng mà cái người mà yếu tiếng Anh họ nói thôi thôi tờ tờ thôi, túi tiền cho nó chắc cú cho rồi. Anh nhớ không? ML thôi là máy lạnh cho nó chắc cú cho rồi. Chứ bây giờ mà biểu tiếng Anh là tôi thấy khó quá. Thật ra là hai cái nó như nhau, chỉ cái là mình thạo, một cái mình thạo, cái kia mình không thạo. Ai đã hiểu ý này rồi đưa tay với vậy. Nên không có một cái phương pháp nào gọi là phương pháp hay nhất, mà gọi là phương pháp phù hợp nhất với mình. Được không anh em? À, nên khi mà anh em đi sâu vào bộ môn này, anh em phát hiện ra nó có nhiều cái ông thầy, ông dạy nhiều phương pháp khác nhau. Thế bây giờ anh em mới nói, ủa bây giờ theo thầy nào? Anh em theo thầy nào cũng được. Miễn sao anh em phải hiểu được cái nguyên tắc của trí nhớ là phải chuyển ông cái số mà thành ra cái hình. Vậy thì thầy cho mình một cái bản mã tiếng Anh, mà nếu mình giỏi tiếng Anh thì mình dùng cái bản mã của ông, mà mình không giỏi tiếng Anh thì mình dùng tiếng Việt. Ai đã rõ ý này rồi đưa tay với vậy. Thế thì tôi cũng đã chuẩn bị sẵn cho con cái anh em. Rồi, tôi một số vị là gọi là có khả năng tự học. Hồi đó đi, tôi đi học đó anh em. Hồi đó tôi đi học gọi là tôi ông thầy ông biểu là chuyển từ số 0 cho tới số 20. Trong 2 ngày học ông biểu chuyển từ 0 tới 20. Cả lớp chuyển từ 0 tới 20, nhưng riêng tôi là về nhà tôi chuyển xong 20 cái tôi tò mò. Tôi nói ơi chứ 21 là cái gì? 22 là cái gì? Và tôi tự ngồi tôi chế ra từ 21 cho tới 99. Anh em mình vô mà. Đó tôi tự chế. Và hiện tại là tốc độ nhớ của tôi so với ông thầy tôi là nói chính xác là cách ông một khoảng xa lắm. Và ông cảm thấy rất là hạnh phúc về điều đó. Bao nhiêu người biết là những người thầy họ thấy học trò của mình nhanh hơn họ, họ thấy rất là hạnh phúc đưa tay lên với vậy. Nên anh em học làm sao mà anh em giỏi hơn thầy là thầy hạnh phúc lắm á. Đó là người thầy chân chính. Trong cuộc đời này có hai người họ không bao giờ ganh tị với mình. Thứ nhất là thầy chân chính, thứ hai nữa là cha mẹ mình. Chứ còn thầy mà sợ học trò hơn mình, thầy mà cứ chê học trò dốt là thầy đó không phải thầy chân chính, đó là thằng. Anh dung anh em. Nên là khi anh em học xong mà anh em thấy anh em giỏi hơn thầy là anh em thấy mừng, thầy mừng lắm. Vậy thì bây giờ phương pháp số 1 là anh em dùng cái phương pháp là nhìn số 0, thấy nó giống quả trứng. Nhìn cái 1 là thấy nó giống cái gậy hay cái dù gì đó. Số 2 là giống con vịt. Đây là một phương pháp. Phương pháp này người ta gọi là phương pháp tưởng tượng. Tức là nhìn cái gì đó là mình hình dung, mình tưởng tượng ra một cái hình dáng. Đó là một phương pháp để chuyển số qua hình. Ai đã rõ ý này rồi anh em? Phương pháp số 1 tức là mình tưởng tượng. Tức là mình nhìn một con số cái tự mình tưởng tượng. Thì cái phương pháp này tôi hay nói với anh em là dùng cho độ tuổi cấp 1. Anh em nhớ không? Tại vì từ lớp mẫu giáo lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 5 rồi đó là tụi nhỏ nó hay tưởng tượng lắm. Anh em có để ý tuổi đó anh em hay tưởng tượng không? Ngồi cái tự nhiên tưởng tượng nhìn lên bầu trời cái tưởng tượng trên đó có người ngoài hành tinh rồi. Có máy bay, có sao hỏa rồi gì nó lum la bay xuống rồi nổ rồi tung rồi đó là cái đó là tưởng tượng. Vậy thì cái phương pháp này tụi nhỏ nó rất là thích khi nó là lớp 1 tới lớp 5. À tức là từ lớp 5 đổ lại. Nhưng bắt đầu lên lớp 6 là có anh em có nhớ lúc đó mình thích là mình làm người lớn không? Mình bắt đầu biết chải tóc không? Mình bắt đầu biết vuốt keo không? À mình bắt đầu để ý áo ăn mặc không? Và dần dần hồi nãy thầy có nói đó, anh em muốn tưởng tượng giỏi thì hãy trở về đứa con nít đi. Bắt đầu từ cái tuổi lớp 6 trở lên bắt đầu mình có người yêu nữa chứ, có người bây giờ có người yêu rồi. Thế thì bây giờ là lúc này mình sẽ thấy là mình không thích sử dụng cái sự tưởng tượng bay bổng nữa, mà mình thích ra vẻ gọi là rất là nghiêm túc. Thì lúc đó nó tới phương pháp này. Những người lớn thì họ lại thích phương pháp này. Từ lớp cấp 2, cấp 3 thì tôi không nói là hoàn toàn nha. Đó là 00 là kinh công. Rồi 01 là không mập. Tức là cái phương pháp hồi nãy thầy nói đó, tức là mình mã một cái chữ số ra thành một cái số ra một cái chữ cái. Sau đó mình ghép cái chữ cái đó để cho nó thành một cái hình. Thì anh em mã số 1 là chữ A, số 2 là chữ B giống như thầy cũng được. Hoặc là anh em mã là 0 là K, bởi vì số 0 của nước mình nó tên là 0. Zero đó là chữ K. Số 1 là mình đọc là chữ 1 nên mình mã nó là số chữ M.
hai đó là hờ, thì phương pháp tôi nói đó và phương pháp của thầy là không hề khác gì nhau hết. Ai đã hiểu ý tôi nói rồi đưa tay vậy. Anh em không thích thì anh em tự chế ra. Làm sao số 0 anh em chế ra một chữ cái, số 1 anh em chế ra một chữ cái. Mà nó ngộ một cái là cái gì anh em tự chế là toàn dễ nhớ không ạ? Tại vì mình là người tự chế thì mình biết rất rõ cái thứ của mình. Mọi người đồng ý cái gì mà của mình là mình biết rõ lắm. Nhà mình nè, vợ mình nè, chồng mình nè. Có người cũng chưa chắc lắm. Vợ mình không rõ lắm mà vợ người ta thì rất rõ. Biểu hiện nếu mà biết rằng vợ mình không rõ đó là sao? Gây lộn với bả hoài. Vợ người ta thì mình không gây lộn. Tại vì mình... Ok. Vậy thì cái điều đầu tiên và quan trọng nhất trong ngày học thứ nhất đó là thầy nói mình chuyển con số sang hình. Mà chuyển con số sang hình thì nó có nhiều phương pháp. Mà hôm nay nói hai phương pháp chủ yếu. Một là tưởng tượng ra một cái hình. Hai là mình đọc cái gọi là một cái ký tự thành một cái số, rồi sau đó ghép. Cho tôi hỏi trọng điểm này, ai chưa hiểu thì hỏi đi. Ai chưa hiểu thì comment vào trong cái ô đó. Sau khi tôi giải đáp xong cái phần kiến thức căn bản, tôi sẽ giải đáp mấy cái chuyện cao siêu của anh chị. Trong sách siêu trí nhớ học đường có rồi, đúng rồi. Nhưng mà mình phải để cho người ta được học từ thầy Anh Quốc. Chứ con người lạ lắm. Thầy Việt Nam nói ta thấy không ngon. Để có người Anh Quốc nói, họ cảm thấy nó đã. Sau khi họ học xong rồi, họ tự quay lại, họ lập sách siêu nhọc đường, họ đọc. Đó, ok. Phàm con người là như vậy, chúng ta phải thương nhau. Vì chúng ta biết chúng ta thích như vậy, mà đúng không? Ok, vậy. Nếu chúng ta thực sự yêu thương nhau là chúng ta phải cho người ta cái thứ người ta thích. Để người ta thích được học với thầy ngoại. Được chưa? Ok, rồi. Vậy thì trọng điểm số 1 là hiểu rồi phải không? Em chưa hiểu nguyên tắc 2. Tôi đảm bảo lúc đó là đang gật như bổ củi nè. Ông thầy ông dạy chậm chậm vậy má. Tôi nói còn nhanh á. Còn mấy Zoom nó dịch dễ thương là một. Ông thầy ông nói chậm chậm mà. Rồi tôi nói lại cái phương pháp số 2 ha. Phương pháp số, từ từ hành trình là cái thứ hai. Chưa nói xong cái số 1 đã nhảy vào cái số 2 rồi. Con người mà người ta khổ là chỉ vì vậy. Cái số 1 nói chưa xong đã hỏi hành trình là gì thầy rồi. Từ từ chứ. Rồi bây giờ chúng ta tới cái... Quay lại cái phương pháp số 1 là nhìn một con số rồi tự tưởng tượng xem nó giống cái hình gì. Là phương pháp số 1. Phương pháp số 2 là mình lấy một chữ cái. Mình ra thành một cái chợ, một con số ra một chữ cái. À. Rồi. Trang ghi nè. Nếu mà ai chưa hiểu cái này á. Thì chúng ta lên siêu trí nhớ học đường trang 50. Rồi. Có đây rồi nè, sách nè, đâu rồi, sách nè, vô kỹ thuật ghi nhớ nè, vô sách nè, đó, nó có sách nè, thấy không, đó, không thiếu cái gì hết á, trong này có đầy đủ kiến thức thầy đã dạy cho tôi, à, để mà tôi có được ngày hôm nay á, tôi có những người thầy rất là lớn, trong đó có thầy đó, Dominic O'Brien, ở đây, cái phương pháp số 1, đó là chúng ta nhìn không, là chúng ta tưởng tượng nó giống quả trứng. Một là cái dù, hai là con vịt. Đó là phương pháp số 1 tôi vừa nói xong. Còn phương pháp số 2 là phương pháp này nè. Tức là chúng ta quy ước như sau. Khi chúng ta quy ước như sau, không, đọc là không. Nên chúng ta quy ước đó là chữ khờ hoặc là chữ ca. Một thì bởi vì cái tiếng Việt mình đọc là một, nên mình quy ước là chữ mờ. Hai, mình đọc là hai nên mình quy ước đó là chữ hờ. Ba, mình đọc là ba nên suy ra mình quy ước đó là chữ bờ. Bốn, mình đọc là bốn, mà nếu ba đã là bờ mà bốn cũng là bờ nữa thì hai cái nó bị trùng lập nên cái não chúng ta nó không chịu. Hồi nãy thầy có nói đó là không được trùng nhau, nên là suy ra bốn nó không thể là chữ bờ được nữa rồi, vì ba nó đã giành mất chữ bờ rồi. Nên suy ra chúng ta thấy cái gì nó giống bốn, nói tới bốn là thường ta nghĩ tới cái ghế, nên suy ra chúng ta mới tự quy ước là bốn là cái g, tức là cái ghế. Vậy là chúng ta quy ước là số 0 là chữ K, chữ K. Số 1 là chữ M, số 2, số 3, 4 là chữ G. 5 thì đọc là 5 thì lấy là chữ N. 6 thì đọc là S thì là 6 nên đọc lấy là chữ S. 7 thì nó lại trùng với 4 với 3. 3 đã lấy bờ thì 7 cũng không thể lấy bờ được nữa. Nên 7 lúc này là tôi mới nói là 7 thì có cái gì là 7 ta? Thì nghĩ tới 7 chú lùn. Nên tôi mới lấy chữ L. Còn anh chị muốn 7 mà anh chị liên tưởng tới chữ gì thì anh chị cứ lấy chữ đó.
8, bởi vì mình đọc là 8 nên mình lấy nó là chữ tờ, 9 thì mình lấy là chữ chờ. Còn hồi nãy của thầy á, là thầy nói á, là không, thầy thấy nó giống chữ O nên thầy lấy là chữ O. 1 là thầy lấy chữ A, 2 là thấy chữ B, 3 là thầy lấy chữ cờ, 4 là thầy lấy chữ giờ. Anh em nhớ không? Tức là thầy quy ước cái gì là chuyện của thầy, còn đây là quy ước của tôi theo kiểu tiếng Việt cho nó dễ nhớ. Còn anh em thấy cái của tôi vẫn chưa dễ nhớ thì anh em tự quy ước số 0 là cái gì đó, một chữ gì đó. Rồi sau đó anh em mới chuyển qua đây. Vậy thì suy ra khi thấy số 00 là bởi vì 0 nó là chữ K nên 00 sẽ là kinh công. 01 nó sẽ là KM. Số 0 là K mà số 1 là M nên mình sẽ ra chữ không mọc. Còn anh em ra cái gì đó tùy. Tương tự như vậy. Nếu mà thấy số 23, 2 thì là chữ H mà 3 là chữ B. H B thì mình nghĩ ra cái từ là hồ bơi. Đó, ví dụ như hờ hờ mình nghĩ là hoa hồng. 22, 2 là chữ hờ. Vậy là hai con số 2 là hờ hờ thì mình nghĩ là hoa hồng. Đó, tương tự như vậy, nếu mà chúng ta thấy số là 58. Đó, bởi vì 5 á, là chữ N mà 8 là chữ tờ. Nên 58 thì mình nghĩ cái từ là nighter. Đó là tôi nghĩ thôi. Còn anh em nghĩ cái gì đó tùy anh em. Đó, tôi vừa giải thích xong cái chủ đề trọng điểm quan trọng nhất của sáng hôm nay thầy nói. Đó là chuyển con số thành hình ảnh. Còn ai chưa hiểu không? Hiểu rồi phải không? Vậy là toàn bộ cái kỹ thuật này nó có ở trên cái cuốn sách siêu nhân học đường rồi. Anh em cứ lên đó mà đọc thôi. Còn chưa hiểu nữa thì yên tâm, có một đội ngũ tâm trí lực hỗ trợ cho anh em đằng sau, đừng sợ. Rồi, nghe thêm một điều nữa thôi rồi mình tham gia một giải thưởng. Mỗi giải thưởng trị giá 3.868.000 đồng, có nghĩa là trả lại học phí cho mình. Ai đây muốn học miễn phí đưa tay lên. Vậy vậy ai cũng muốn à. Tôi mà đi học mà ai cho tôi học miễn phí, tôi khoái. Thế bây giờ muốn học miễn phí thì nghe xong cái trọng điểm này nữa rồi làm một cái bài tập. Ai mà làm được là được được giải ngay. Rồi bây giờ ngồi thẳng lưng lên. Cái thứ hai, trời ơi, anh em hãy tưởng tượng thế này nè. Ngồi thẳng lưng lên anh em. Trời ơi, cả ngày khổ cực, học cả ngày cực muốn chết, mà có hai cái trọng điểm mà không nhớ nữa thì chết luôn á. Tí nữa ra nay mày học gì say xưa chứ mẹ. Mày học với người giỏi nhất thế giới về siêu duy nhất, mày nhớ gì không? Không, hơi mệt con ơi. Giờ thì mày đi nấu cơm cái nè. Chết luôn á. Ok, trọng điểm số 2. Anh em hãy tưởng tượng thế này nè. Cái dữ liệu á mà muốn dễ nhớ thì chuyển nó thành hình ảnh. Được chưa? Đó là trọng điểm số 1 phải không? Thế bây giờ dữ liệu nó giống như quần áo. Anh em cứ tưởng tượng là dữ liệu nó đến với cuộc đời mình nhiều quá. Nó giống như quần áo. Thế thì bây giờ quần áo mà để một đống mà không có cái móc thì có dễ tìm không? Ai mà ở dơ, ai mà ở bừa bộn là biết. Mỗi lúc mà đi tìm quần áo mà không có ngăn nắp, trời nó cực lắm, lục cái áo của mình lục hoài cũng ra. Đó, vậy thì anh em hãy tưởng tượng là dữ liệu là quần áo. Vậy thì để cho nó gọn gàng thì chúng ta cần phải có cái móc để treo lên. Vậy thì qua cái trọng điểm số 2 là hành trình. Anh em ghi 2, hành trình. Nếu mà người ta hỏi hành trình là cái gì thì anh em nói hành trình là cái tủ. Một cái điểm trong hành trình đó là cái mốc, mà quần áo chính là dữ liệu. Sáng nay thầy dạy có hai chuyện quan trọng gì đó. Nói lại nghe, cái trọng điểm số 2 thầy dạy đó là hành trình. Hành trình là gì? Thì anh em nói là hành trình là cái tủ. Mà muốn có cái hành trình thì phải có rất là nhiều cái điểm. Mày một cái điểm đó là cái móc áo, cái móc, móc treo. Còn cái áo, cái quần chính là dữ liệu. Được chưa anh em? Thế thì bây giờ muốn giữ được dữ liệu một cách có trật tự, dễ nhớ thì cần phải có hành trình. Vậy là cần phải có cái tủ. Mà trong cái tủ mà không có cái móc, lấy cái gì mà treo, nên phải có cái móc. Vậy thì trong cái tủ nó có nhiều cái móc nè. Anh em hình dung không? Nói vậy chứ có người họ vẫn lắc lơ. Phải có cái hình cho họ, họ mới chịu. Ây, anh em hãy tưởng tượng thế này. Áo quần của mình mà sở dĩ mà nó ngăn nắp á, là tại vì đây, nguyên cái này gọi là cái hành trình. Thì cứ một cái móc này nè, móc thứ nhất, móc thứ hai, móc thứ ba, móc thứ tư, móc thứ năm,
thì gọi là những cái điểm. Hồi nãy tôi nghe anh em hỏi thầy là thầy ơi nên có mấy điểm, rồi thầy ơi hành trình là sao chưa hiểu. Thì bây giờ tôi giải thích lại cho nghe, hành trình là nguyên một cái. Thế thì người ta mới hỏi ủa tại sao lại cần phải có cái tủ, thì câu trả lời là để cho quần áo nó gọn gàng thay vì để một đống. Thế thì người ta hỏi tại sao phải có hành trình, thì mình mới nói là để sắp xếp lại dữ liệu trong đầu của mình cho nó có trật tự. Thế thì nếu có cái tủ không mà không có mấy cái móc thì đâu có treo được như thế này. Nên là cái tủ là cái tổng, còn trên cái tủ nó có nhiều cái điểm thì mỗi cái điểm này là một cái móc. Còn lại dữ liệu cần nhớ đó chính là áo quần mà đã được chúng ta chuyển qua hình ảnh. Ai hiểu ý này rồi đưa tay vẫy vẫy. Thế thì bây giờ để tôi minh họa cho anh em. À ví dụ như ở nhà tôi là tôi có ba cái tủ ha. Riêng cá nhân tôi là tôi có ba cái tủ. Một cái tủ là tôi đựng đồ đi làm, một cái tủ là tôi đựng đồ để gọi là mặc, tức là một cái tủ là tôi đựng đồ đi làm mà là đồ vest, đồ tây. Còn một cái tủ là tủ đi làm nhưng mà quần jean, áo thun giống cái áo tôi đang mặc. Và một cái tủ là để chứa đồ gọi là mặc ở nhà. Vậy thì tôi treo rất là ngăn nắp như thế này. Thầy suy ra khi mà cúp điện, anh em nghĩ tôi có lấy được quần áo không? Không có điện trong nhà, anh em nghĩ tôi có biết ở đâu tôi tắm xong tôi có biết tới cái tủ nào để lấy quần áo không? Bao nhiêu người tin là tôi hoàn toàn có thể lấy được quần áo trong trạng thái bóng đêm không có điện, đúng không anh em? Vì vậy suy ra là nếu người ta hỏi hành trình là cái gì thì em trả lời ngay, anh em trả lời ngay, hành trình là cái công cụ để giúp chúng ta sắp xếp lại dữ liệu. Thì người ta hỏi rồi hành trình nó có cái gì ở trong, là giống như người ta hỏi là trong cái tủ có cái gì ở trong, thì mình nói có cái móc, rồi trên cái móc nó có cái gì, có quần áo. Thế quần áo là nó giống cái gì? Nó giống dữ liệu cần nhớ. Còn cái móc chính là cái điểm. Thế bây giờ nếu mà trên cái cơ thể này anh em cũng có thể làm ra một hành trình nè. Đỉnh đầu nè. Rồi tới trán nè. Rồi tới mắt nè. Mũi nè. Miệng nè. Cằm nè. Cổ nè. Vú nè. Đó. Đó. Nói ngực á, thì nó lịch sự. Nhưng mà mình không nhớ. Mà nói vú cái là tự nhiên mặt mũi mình cười te tét là tự nhiên nó lại nhớ, nó kỳ đó, cái não của người nó ngộ chứ. À, nên nếu mà ai có đánh giá đầu đức thì tùy, nhưng mà mình phải làm sao cho lớp của mình, học của mình người ta cười được. Người ta cười không được, giáo sư thường người ta không dám làm chuyện này, giáo sư mà. Đấy không? Tôi tại vì tôi là phó giáo sư, tức là trợ lý cho giáo sư. À đây anh em đưa lên đây đi, đỉnh đầu nè. Trán nè. Mắt nè. Là 3 nè, mũi là 4 nè, miệng là 5 nè, cằm là 6 nè, cổ là 7 nè, vú là 8 nè. Đó là anh em vừa tạo ra hành trình 8 điểm. Tôi đảm bảo với anh em trong 3 ngày đào tạo, tôi chỉ cần dùng 8 điểm này thôi là tôi biết hôm đó tôi phải nói 8 cái nội dung gì. Tôi không có cần lên laptop. Anh em đã từng đi đến các buổi đào tạo của tôi mà offline á, anh em thấy tôi không bao giờ đem laptop đâu. Ai đã từng đến lớp học của tôi mà không hề thấy tôi đem sách vở, laptop gì theo hết. Tại tôi biết rằng á, là nếu bỏ laptop ở trong cái máy, tôi phụ thuộc vào cái máy, lỡ máy hư là tôi thua. À nếu phụ thuộc vào sách vở mà quên đem vở theo, sách theo là tôi thua, lỡ mưa nó ướt hoặc là sau đó là tôi thua. Nhưng mà tôi biết rằng đem dữ liệu mà bỏ trên người tôi thì trừ phi tôi mất đầu là tôi thua luôn. Anh chưa? Hoặc là mất vú là tôi thua. Ai dùng ý này rồi đưa tay lên, vẫy vẫy. Được chưa anh em? À, ví dụ như bây giờ tôi muốn gọi là nhớ được kiến thức buổi dạy thì tôi đem từng cái dữ liệu. Tôi ví dụ cho anh em cụ thể luôn nha. Ví dụ như hôm đó tôi dạy chiến lược về bán hàng. Anh em mình chung không? Thì tôi để cái dữ liệu trên đầu tôi. À rồi tôi để cho trán tôi theo thứ tự. À hôm trước tôi có để trên bàn tay cho anh em coi rồi đó. Ai hôm trước học cái chương trình bán dễ dàng mọi thứ đó thì tôi đã để trên từng ngón tay này nè. Rồi sau đó tôi đưa tay tôi nắm lại là coi như nguyên chương trình bán hàng nó nằm bên cái tay phải của tôi cho mấy. Anh em mình chung à? Đó, đó là một cái ví dụ về hành trình đó. Vậy thì bây giờ thầy nói cho chúng ta biết rằng để mà hồi nãy tôi thấy có nhiều người rất là quan tâm cái cuộc thi quốc tế. Thì tôi nói cho anh em biết là nếu như chúng ta chỉ muốn trở thành một nhà đào tạo diễn thuyết mà không cần nhìn giấy, hoặc là chúng ta đi làm, chúng ta trao đổi, thương lượng, đàm phán, hoặc là chúng ta trình bày sản phẩm với đối tác mà không cần nhìn giấy, thì anh em không cần phải làm hành trình gì khủng khiếp đâu. Anh em sờ sờ đến người là anh em nói. Không biết có kiến thức để bỏ lên đây mà nói hay không ấy chứ. Tức là mình đọc những cái kiến thức đó lên người của mình.
Anh em hình dung không? Vậy thì hành trình đầu tiên đó là chúng ta đọc những cái điểm trên người của mình. Rồi còn cái hành trình kế tiếp mà rất dễ để anh em làm. Nếu mà mình đọc theo cái kiểu là trán, đầu nè, rồi trán nè, mắt nè, mũi nè, miệng nè, cằm, cổ nè, xuống xuống như vậy. Thì nếu mình cứ đọc hết từ đầu xuống chân rồi mình đi vòng từ phía sau lên thì nó được mấy chục điểm anh em. Anh em mình dung không ạ? Ví dụ như tới ngực rồi, cái mình qua vai phải, mình qua vai trái, cái mình xuống nách trái, cái mình qua nách phải, cái mình xuống bụng. Được không? Cái mình xuống nữa. Đó, dưới bụng. Anh em mình dung không ạ? Ấy. Đó, rồi bắt đầu mình xuống dưới cái bụng rồi. Xuống đùi, rồi mình tới gối, rồi tới bàn chân, rồi tới gót, rồi mình đi lên bắp chân, đi lên mông, rồi lên ngược lên lại. Mấy chục điểm ở trong hết đó anh em. Cứ bên có trái, bên phải vậy đó. Là anh em đã làm ra được cái hành trình 25 điểm rồi. Anh em mình chung không? Đó là cái gọi là hành trình. Thế bây giờ việc của mình á là để nhớ được 50 cái số đó thì mình chỉ cần 25 điểm trên người mình là mình nhớ được rồi. Còn nếu hôm đó mình đi dạy cái chương trình bán hàng như của tôi thì bởi vì nó chỉ có 6 chữ thôi thì tôi đọc chỉ cần đọc trên bàn tay xong rồi cái cuối cùng là tôi nắm tay lại là xong rồi. Anh em mình chung không? Đó, tôi đọc các cái chiến lược bán hàng lên từng ngón tay. Đó, nó là như vậy. Rồi, cái thứ hai nữa đó là thầy có nói về hành trình đó là trong cái nhà của mình đó anh em. Tức là ai ở đây cho tôi hỏi ai ở đây ngồi ở đây như mình có thể nhớ được nhà ba mẹ mình ở dưới quê. Tức là nhà của ba mẹ mình không ở chung nhưng mà mình vẫn nhớ như in. Đó là ngôi nhà mình lớn lên đó. Thì anh em hoàn toàn có thể làm cái hành trình ghi như thế này nè. Cổng, giếc, đại đức mẹ, bàn cà phê của ba, cửa chính, bàn, bàn thờ, đồng hồ, cửa, tivi, nằm chỗ khu vực xem tivi, phòng 1, phòng 2, phòng 3. Đó, tôi đang đọc hành trình nhà tôi dưới quê đó. Có nghĩa là tôi hoàn toàn không đang ở đó. Nhưng bởi vì trong đầu của tôi có thể đi từ ngoài cổng đi vô. Và tôi ghi lại những cái điểm đó thì cái đó gọi là hành trình đó anh em. Sau đó mình đem dữ liệu mình bỏ trên từng cái điểm đó là xong thôi. Để tôi ví dụ cho anh em ha. Cho tôi hỏi, nói như vậy anh em có thể tự nhớ dữ liệu được chưa? Hay nó vẫn còn chung chung quá? Tức là thầy có giảng cho chúng ta là chuyển dữ liệu, những con số thành hình. Và thầy giảng cái trọng điểm thứ hai đó là làm sao tạo ra cái hành trình. Rồi sau đó đem những cái dữ liệu đó đọc trên từng cái điểm hành trình. Đó là cái kỹ thuật hôm nay thầy dạy. Tôi nói vậy anh em hiểu rồi hay cần phải thêm ví dụ nữa? Hiểu rồi đúng không? Có ai không hiểu? Ai không hiểu thì comment. Còn ai hiểu rồi thôi. Hiểu rồi là ngày mai phải thi được đó nghe. Nói trước cho biết luôn. Ngày mai là chúng ta phải nhớ 25. Chúng ta phải nhớ 25 cái món đồ mà cần mua. Ví dụ đi thầy. Ví dụ là dài dòng á. Ngày mai chúng ta mà nhớ không nổi 25 món đồ cần mua là không có nhận được bằng. Đi học mà cứ nói con mình học. Có mũi học không nên hình. Ngày mai mình thi rớt. Trời ơi, nhục chết được. Ngày mai thầy ra đề cái mình thi rớt luôn là chết đó nha. Rồi. Tôi cho ví dụ ha. Tôi ví dụ nè. Rồi. Ví dụ nghe. Má của mình á, biểu mình á là đi mua cho giao cho mình nè. Có 8 việc cần làm trong ngày như sau. Mình có 8 việc nè. Việc thứ nhất là đi gọi ga nè. Buổi tối á, mình liệt kê ra là gọi ga. Hết ga rồi. Để cho ví dụ luôn cho cụ thể nè. Thế có nhiều người nói là không cụ thể thì cụ không thể nè. Rồi, việc số 1 là gọi ga. Việc thứ hai là mua gạo, gọi gạo hết gạo rồi. Ba là sửa cái tivi, hôm qua mới bị sét đánh hư cái tivi. Rồi, 4 là phải đi đóng tiền điện, gọi những cái gì khác cho nó học phí cho con. Đóng học phí tiếng Anh cho con. Rồi gọi là gửi thuốc cho mẹ. Gửi thuốc cho mẹ. Việc số 5 đó là gọi
gửi hợp đồng đó cho đối tác, ví dụ như cho công ty Samsung, cho công ty Tâm Trí Lực. Lấy cái tên. Rồi số 7 là mình mua con vịt về luộc, ý định ngày mai mua vịt luộc, tự nhiên thèm ăn vịt. Rồi cuối cùng đó là mình cần phải làm một cái chuyện gì động trời nữa đi. Đó, mua quà cho vợ. Tương tự vậy đi. Tức là mình có một cái danh sách ngày mai tôi cần phải làm những việc này. Cho tôi hỏi ai ở đây đã từng nhiều lần lên kế hoạch xong rồi quên mất tiêu luôn. Không. Có những người á, là đưa cho họ chừng này việc nè. Hôm qua họ định làm chừng này việc mà họ không ghi giấy là không nhớ. Thế bây giờ mình muốn nhớ cái này mà một cách có trật tự đó. Rồi, cho tôi hỏi ai đã nhớ rồi. 8 cái việc cần làm ngày mai là như vậy đó. Ai đã nhớ rồi đưa tay lên. Không được ăn gian nha. Tôi biểu nhắm mắt định lại đọc mà đọc được là giỏi á. Đọc đúng thứ tự nha. Việc số 1, việc số 2, việc số 3. Rồi chị Trịnh Thị Vân lên sóc. Tôi vừa mới thấy có một cao thủ võ lâm. Trịnh Thị Vân lên sóc. Đọc được cái là tôi thưởng cho nguyên bộ lát cạc liền. Mỗi mình chị đưa tay. Rồi lên đi chị Vân. Không được nhìn lại dữ liệu nha. Thuộc rồi có nghĩa là ngay giây phút này là không có được làm gì hết á. Rồi chị mở mic lên đi chị ơi. Đọc cái thưởng cho luôn bộ siêu trí nhớ, biết đâu Việt Nam ta có một cao thủ có thể làm sao mà trở thành một kỷ lục gia thế giới để làm cho trong các lớp học mà khi nói về siêu trí nhớ là các bà vẫn luôn là chiếm ưu thế, các ông coi vậy chứ quên mau lắm, mới phạm tội xong quên liền à. Nhưng mà các chị là tao nói nhớ dài kinh lắm. Rồi chị mở mic lên. Dạ chị Phấn chạm vào mic của mình nha. Chạm vô chị. Dạ alo ạ. Nghe rồi. Chị ạ. Rồi nghe rồi, chị nhắm mắt lại đi. Rồi đọc một lượt đi. Đổi ga. Khoan, đâu rồi, chưa thấy chị nha. Từ từ để thấy chị đã nè. Rồi chị nhắm mắt lại nè. Nhắm mắt lại thiệt chặt. Nhắm không cần biết. Nhắm chặt lại. Rồi 3. Khoan từ từ nhắm chặt nha. Rồi 3, 2, 1. Đọc một lèo nha. Không có mở mắt ra nha. Đổi ga sửa tivi ạ. Lên đường. Lộn rồi. Cho đọc lại lần nữa đó. Đổi ga. Rồi bây giờ nhắm mắt lại thiệt chặt nè. 3, 2, 1 đọc lại. Đổi ga. Đổi ga trong im re luôn. Đổi ga trong hết tiền rồi sao? Covid hết tiền rồi im re. Đổi ga rồi làm gì nữa? Nhìn vậy bảo vệ đơn giản đâu nghe. Rồi bắt đầu nhìn. Đổi ga xong rồi đến cái gì nữa là biết đến sửa tivi. Rồi mở mắt ra đi. Những người còn lại bây giờ đưa tay khí thế. Tại vì nãy giờ người ta lúng túng còn mình ngồi học thì nói làm gì nữa. Rồi bây giờ tôi sẽ giúp cho quý vị ha. Nhìn vậy không phải vậy đâu nghe. Rồi bây giờ chúng ta hãy gắn nó vào 8 cái điểm mà tôi vừa nói. Đưa tay lên đầu đi. Đếm lại 8 điểm nè. Đầu là 1 nè, trán là 2 nè, mắt là 3 nè. Đếm theo tôi chứ không hiểu đâu á. Không hiểu bài đó anh chịu á. Mũi là 4 nè, miệng là 5 nè, cằm là 6 nè, cổ là 7 nè, vũ là 8 nè. 8 cái được chưa? Rồi bây giờ mình đưa tay lên đầu của mình vỗ đi. Mình tưởng tượng là trời ơi cái bếp ga. Trên đầu của mình tự nhiên có cái bếp ga. Bếp ga nó bốc cháy đầu của mình rồi. Ga, trời ơi sao nó xì ga, xì khói, xì lửa lên đây. Ga. Cháy tóc của mình rồi. Nhìn thầy Phong đi. Hồi đó cũng tóc tai đầy đủ lắm. Mà ga nó cháy cho. Học xì đi nhớ riết mà ga nó cháy nè. Bây giờ gạo tức là mình nghĩ tới cái trán. Mình cứ tưởng tượng mà mình đau đầu quá đi. Nghĩ chuyện đem gạo về nuôi con thôi mà khổ quá vậy trời. Gạo tiền đâu mua gạo. Covid tiền đâu mua gạo. Gõ vào chán nói gạo. Trời ơi nhức đầu quá. Tới con mắt. Con mắt của mình thì để coi cái gì? Coi tivi. Nhớ nghe. Chỉ cần nhớ cái chữ tivi thôi. Đừng có cần nhớ chữ sữa. Nhớ cái chữ tivi thôi. Con mắt mình là để coi tivi. Bốn là để làm gì?
cái mũi thì lại thấy học phí tiếng Anh. Trời ơi trời, người ta học tiếng Anh bằng mắt, bằng miệng, mà trong cái bộ môn siêu trí nhớ này nó chỉ có học bằng mũi. Cứ tới ngay cái chỗ mà mũi là tự nhiên nhớ chữ tiếng Anh, tiếng Anh, tiếng Anh. À, tiếng Anh bằng mũi, mũi là để ngửi. Ngửi thôi là học thuộc được tiếng Anh. Xuống miệng, miệng là gửi thuốc cho mẹ, được không? Gửi thuốc cho mẹ. À, ngay cái miệng của mình. Mẹ, mẹ, mẹ. À, miệng mình mở ra là nhớ từ mẹ, 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 mẹ. À, nhớ từ mẹ thôi. Được không? Mẹ, mẹ, mẹ đang bệnh, ha, phải gửi thuốc cho bà. Mẹ, 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 được không? Xuống cầm là xoa cái cầm của mình, tưởng tượng là râu nó mọc á. Phụ nữ không có râu mà tưởng tượng có râu luôn đi. Sờ sờ đây và nói bây giờ gửi hợp đồng, hợp đồng với tâm chiến lực mình nên phải đưa vào những điều khoản nào ta? Hợp đồng, nhớ là ngay cái cầm, nhớ giùm tôi chữ hợp đồng nha. Hợp đồng với tâm chiến lực, hợp đồng chỗ công ty thầy Phong. Rồi xuống cái cổ. Trời ơi, trúng ngay con vịt luôn mới hay chứ. Ngay cái cổ này là nghĩ nuốt cái ớt. Trời ơi, miếng thịt vịt mà nó ngon đến mức mà không thèm nhai luôn. Mới nhai qua nhai lại nuốt cái ớt. Trời ơi. Trời còn tám là tới cái vú. Trời, nó lại dính chữ vợ nữa. Đúng y bon quá, khỏi cần dùng phương pháp gì cho mệt. Anh em dùng cho sợ vú cái nói vợ tôi rồi nha. Rồi tức là nghĩ tới phụ nữ thì mới có cái chữ vợ chứ. À còn nếu như mà nếu các chị thì tự suy cái chữ này là chữ chồng. À, rồi mình sờ sờ đấy mà nói chồng chồng nè, cái chồng món này hay à. Chồng chồng ha. Chồng mình nghe, không phải chồng người ta nghe. Rồi, bây giờ tôi nói qua một lượt vậy thôi, cái tự nhiên cái chúng ta thấy dễ nhớ không? Đây đây, trên đầu là nhớ chữ gì? Đầu rồi sao rồi? Bóc gà, bóc gà. Tới trán cổ cái gì ở đây? Gạo, gạo, gạo. Kêu gạo đúng không? Rồi, tới ngay móc. Rồi anh chị nhớ cái gì ở đây? Móc mình để làm gì? Nói móc cái anh chị nhớ tới chữ gì liền? Tivi. Mà nghĩ tới cái tivi thì mình phải biết là tivi nhà mình nó đang hư chứ. Ai ai hiểu được cái ý tôi nói, tức là mình nhớ được chữ tivi, sau đó mình biết là tivi nhà mình nó đang hư, anh đúng không? Đó, mắt là để coi tivi, mũi để làm gì? Mũi làm gì? Để ngửi cái môn tiếng Anh. À, mà nói tới tiếng Anh thì bây giờ mình lớn rồi, tự nhiên vừa đang bất chợt nói tiếng Anh ra một cái. Lớp mình nghĩ ủa đâu mình đâu có học tiếng Anh. Ủa mà tiếng Anh thì liên quan tới ai? Tới con của mình, đi đóng học phí cho nó. Anh đúng không? Miệng 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 mình kêu cái gì? À, mẹ 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 ơi, mẹ bệnh đó mẹ, mẹ mẹ gửi thuốc cho mẹ, nói tới mẹ cái chỉ cần nhớ chữ mẹ thôi. Tại vì ngay cái giai đoạn gần nhất là mình biết mẹ mình bệnh thì ai tin rằng buổi tối mình có kế hoạch là mai gửi thuốc cho mẹ thì ngày mai chỉ cần nhớ chữ mẹ là mình nghĩ tới thuốc liền. Anh em hiểu không? Cái kiểu là vậy. À, rồi, tôi cái cầm, anh em sờ sờ nghĩ làm gì đây? Sờ râu á, suy nghĩ các điều khoản trong hợp đồng với công ty nào? Thì đêm mình ngủ mình lập kế hoạch với công ty tâm chiến lực thì ngày mai mình gửi hợp đồng tâm lực cho, lẽ mình gửi cho công ty Việt Nam Airlines. Ai hình dung được là hôm tối mình lập kế hoạch với ngày mai gửi hợp đồng tâm chiến lực là ngày mai mình nhớ chữ hợp đồng là được. Hình dung à? Rồi tới cái cổ là nuốt cái gì? À, thịt vịt, nuốt cái ực, quên ngay luôn, mới chấm mắm gừng đá qua đó lại nuốt cái ực. À, rồi tới cái ngực, mà nếu các ông là dễ nhớ vô cùng, sờ đây cái nói vợ, các bà cũng dễ nhớ luôn. Ok. Ai nghĩ rằng mình đã nhớ được 8 món, 8 cái việc cần làm rồi, đưa tay lên với bạn. Siêu trí nhớ rồi. Chúng ta chào tay đi. Rồi bây giờ cho tôi hỏi à, bây giờ một cách chân thành nha. Cho anh em trong 2 phút tự kiểm tra cơ thể mình á, từ trên đầu xuống. Xem mình có nhớ 8 việc cần làm hay không. 1 phút thôi nha, 1 phút tự làm đi. Chờ đi rồi tự nói. Thôi có chị sờ kỹ dưới trời, đụng nhẹ cái nhớ rồi làm gì xa quá sờ lại. Chồng cứ nhớ tới chồng mà phải xa qua xa lại dưới trời, đụng nhẹ cái nhớ ông chồng rồi. Đụng nhẹ cái đó chồng, ai ngồi trước màn hình mà làm dày bao giờ. Ok ha. Thôi, gì mà yêu chồng tha thiết gì thì ngồi. À, rồi ok, ai đã nhớ rồi, comment mà nhớ rồi. Ai nhớ rồi, comment nhớ rồi. Hay quá. Vậy là tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi đó. Bớ thầy Dominic xong rồi đó. À, tức là từ trên đỉnh này mà đi xuống tới cái ngực của mình thì gọi là hành trình mà có 8 điểm. Vậy thì nếu mà mình nhớ xong ngày mai ngủ dậy khả năng quên mất tiêu. Bởi vì chúng ta đang dùng trí nhớ ngắn hạn. Nhưng đây là 8 cái kiến thức cần phải dạy cho một chương trình.
thì chúng ta cần phải ôn đi ôn lại thì nó mới đưa vào trí nhớ dài hạn. Vậy thì một người cần phải có nhiều hành trình, và chúng ta phải xác định cái việc đó có phải là việc quan trọng không. Nếu đó là kiến thức quan trọng thì chúng ta cần phải ôn đi ôn lại. Hồi sáng thầy nói ôn một ngày 4 tiếng, một ngày, một tuần. Anh em nhớ cái kiến thức hồi sáng không? Nó không phải là kiến thức trọng điểm. Nên là chúng ta phải biết đâu là kiến thức chính, kiến thức phụ. Vậy thì thầy có nói với chúng ta là nếu mà chúng ta muốn đưa vào trí nhớ làm việc thì cái trí nhớ đó chúng ta cần phải ôn tập. Còn nếu như mà chúng ta làm xong việc rồi và chúng ta không cần phải nhớ 8 cái việc đó nữa, ta hoàn thành xong rồi, thôi nhớ làm chi nữa, cái đầu mình nó quý giá mà. Hoặc là các con nó học một cái môn gì đó nó không có thích, nhưng bởi vì nó cần phải thi để có điểm lên lớp thì nó nhớ xong rồi nó thôi. Bao nhiêu người đồng ý toàn bộ kiến thức phổ thông mình nhớ trong đầu mình làm gì? Anh em mình dung không? Cái đầu mình nó quý lắm chứ. Mình chỉ bỏ vào đây những cái gì mà liên quan tới cái mục tiêu cuộc đời mình cần thôi. Ví dụ như cuộc đời của mình là cần tiền bạc không bao giờ thiếu, luôn luôn sống vui vẻ, khỏe mạnh. Cuộc đời tôi cần có vậy thôi đó. Ai có cái mục tiêu giống tôi xin đưa tay vẫy vẫy. Đời tôi là tôi chỉ cần là tiền bạc là đừng bao giờ thiếu. À, thứ hai là luôn sống vui vẻ. Thứ ba là khỏe mạnh. Ha, à, có ích mỗi ngày vậy thôi. Vậy thì cái gì mà liên quan tới cái việc giúp cho tiền nó không thiếu tôi mới nhớ. Chứ còn đội nào vừa đội nào vô địch World Cup năm trước nữa tôi nhớ làm cái gì? Cái mùa trước nữa tôi nhớ làm cái gì? Anh em có hình dung không? Được không anh em? Ai đã hiểu ý này rồi đưa tới vậy. Nếu mà mình thấy tiếng Anh nó quan trọng với mình thì mình lo dùng cái trí tuệ của mình để nhớ tiếng Anh. À, còn nếu mà cái kiến thức cái môn khác mình thấy nó không quan trọng thì thôi. Mình học để cho nó qua cái điểm vậy thôi. Gọi là phổ thông mà. Học cho biết gì đó. Còn cái thứ gì mà nó quan trọng mình mới giữ nó lại chứ. Học siêu trí nhớ không phải là cái gì cũng nhớ đâu. Mà là mình biết kỹ thuật để mình giữ những cái gì quan trọng. Được chưa anh em? Rồi xong, hôm nay thầy chỉ dạy cho mình có hai trọng điểm đó thôi. Hồi nãy là tôi vừa mới giải thích lại cái hành trình là cái gì. Hành trình là một cái tập hợp những cái điểm theo một trật tự để cho chúng ta gán lên những cái dữ liệu cần nhớ. Nếu mà dữ liệu đó nó quan trọng thì ta ôn đi ôn lại. Những cái chương trình tôi đào tạo thì tôi nhớ rất là rõ. Giả như có những chương trình 3 tháng, 4 tháng tôi mới dạy lại thì tôi phải sờ sờ. Nên đang giảng tự nhiên thấy tôi sờ sờ trên người là bình thường, không phải tôi ngứa, mà là tại vì tôi đang tìm lại dữ liệu để giảng. Ai đã hiểu ý này rồi đưa tay bấy bấy. Anh Dung chưa? Tự nhiên thấy ông thầy giảng xong mô đun cái tự nhiên thấy, ủa ông chẳng bật máy tính, cũng chẳng có sổ sách gì hết, tự nhiên thấy ông sờ. Mình tưởng cha này ngứa, mà sao gãi gãi cái tự nhiên trả lại nói được hay ta. Thì ra là người ta đã xếp các cái mô đun theo một trật tự và ta sờ. À, vì vậy tôi có một cái môn mà tôi dạy tụi nhỏ học sinh nó rất là thích. Tôi đặt tên là gọi là quay tài liệu, gọi là hợp pháp. À, tức là tôi chỉ nó gán dữ liệu lên, mỗi lần nó kiểm tra tôi biểu nó gán dữ liệu khắp người nó. Bắt đầu vô phòng thi cái là nó quên, ví dụ như nó nghe tới cái kiến thức đó, nó không nhớ được ngày tháng lịch sử, bắt đầu nó sờ, con đứa sờ xuống đùi. Cô giáo tưởng đâu là nhét giấy ở trong đùi, tới kéo đùi lên có sao đâu, không có gì hết. Sờ bụng, tưởng đâu nhét tài liệu trong bụng, đâu có. Chỉ là sờ để nó liên kết tới cái dữ liệu mà con đã học trước đó thôi. Anh chị Dung à, nên nhớ con, biểu con mình lên siêu nhớ học đường mà học cái đó đi. Rồi bây giờ là kết thúc chương trình. Một phần quà. À xin lỗi, 3 phần quà. Mỗi phần đó là tiền mặt 3.868.000. Ngày mai sẽ chuyển lại cho ai đó đang ngồi trong căn phòng này. Với điều kiện như sau. Hãy làm một cái bài tập như thế này. Anh chị bây giờ nghỉ ngơi thoải mái. Tối nay dành một chút thời gian quay một cái clip dưới 5 phút. Nghe kỹ nha, không được quá 5 phút. Quay mà quá 5 phút là phạm luật. Quay một cái clip dưới 5 phút tóm tắt lại toàn bộ kiến thức mình đã học trong ngày hôm nay. Nhớ được cái gì nói ra cái đó. 5 phút mà ai mà nhớ được nhiều nhất. À, cái clip được chấm dựa trên hai tiêu chí. Một là nhớ được nhiều nội dung nhất. Hai nữa đó là trình bày có sự cảm xúc tự tin. À, vậy thì sau đó chúng ta đăng cái clip đó lên Zalo, lên Facebook, một trong hai nền tảng đó. Theo cái cú pháp sau anh em chụp lại. Tức là lên trên cái Facebook của mình, Zalo của mình đăng là
siêu trí nhớ học đường. Đây là một cái chương trình thuộc về hệ thống siêu trí nhớ học đường. Tôi sẽ mời những người thầy giỏi nhất, sắp tới tôi sẽ mời một cái người đó là vô địch Mind Map quanh quốc 5 lần. À, vô địch thế giới 5 lần cũng là người Anh. Cô giáo này sẽ dạy cho con chúng ta vẽ Mind Map 5 lần vô địch thế giới. À, chúng ta đánh là siêu trí nhớ học đường. À, sau đó chúng ta ghi là giảng viên là thầy Dominic O'Brien, 8 lần vô địch thế giới. Rồi chúng ta đánh dấu thăng, rồi chúng ta đánh chữ tâm trí lực. 31, xin lỗi không có dấu chấm nha anh em. 310721, tức là ngày 31 tháng 7 năm 2021. Rồi sau đó chúng ta đăng cái clip lên. Rồi sau đó chúng ta bấm đăng. Thì các cộng sự của tôi sẽ tìm cái dấu hashtag này nè. Mà tìm ra được anh em thì bắt đầu họ sẽ ngồi họ chấm bài. Mấy chục con người trong cái đội chấm bài, họ sẽ chấm để họ tìm ra. Khi anh em làm cái bài tập này, nó có hai cái lợi ích lớn sau. Lợi ích thứ nhất đó là anh em có cơ hội coi lại toàn bộ kiến thức trong ngày. Để quay được clip là anh em phải coi lại sổ sách sáng giờ anh em ghi. Vậy là anh em coi lại, rồi sau đó anh em nói trong vòng 5 phút mà nói rất là nhanh và đầy đủ, thì nó làm cho anh em sẽ thành thạo lại cái kiến thức mà anh em bỏ sức học trong ngày vừa qua. Đó là nội dung thứ nhất. Và cái lợi ích đó nó còn có một cái hay bên lề nữa, đó là ngày này năm sau Facebook nó sẽ nhắc lại cho anh em là cái kiến thức mà anh em đã học. Được không anh em? Và cái lợi ích thứ hai là thông qua cái clip của anh em thì có những cái người bạn bè anh em họ không may mắn được ngồi trong lớp này, họ cũng được học những kiến thức đó. Và tôi, anh em trong các lớp đào tạo tôi đã chia sẻ với anh em rất là đầy đủ. Khi anh em chia sẻ điều gì tốt đẹp cho người khác thì thông tuệ của anh em sẽ cao lên càng ngày càng sáng. Có những người họ rất là thích có một cái đầu óc thông tuệ, nhưng mà có cái họ biết cái gì họ giấu, họ không có dám chia sẻ cho người khác. Anh em mình vô ạ. Vậy thì mình cứ thấy cái gì hay, cái gì tốt, chúng ta cứ chia sẻ cho người khác. Đó là một cái thói quen để chúng ta có một đầu óc thông tuệ. Vì đó là cái phúc của chúng ta. Chúng ta cho người khác về gọi là những cái tri thức, những cái điều hữu ích, thì đầu óc chúng ta sẽ sáng lên mỗi ngày. Ai anh em muốn đầu óc của mình nó sáng lên mỗi ngày, đưa tay lên, bye bye. Đầu óc mình mà nó sáng thì xin lỗi anh em, muốn nghèo cũng khó lắm á. Bao nhiêu người biết là mình nghèo là do đầu óc mình nó tối á. Anh em chung không? Bây giờ mình muốn là cuộc đời mình sáng lên, bừng sáng, là mình phải sẵn sàng chia sẻ. Và tôi đang giúp cho anh em có cơ hội để làm cho cuộc đời mình bừng sáng lên bằng cái cách đó là anh em chia sẻ những điều này. Thầy thì không phải lúc nào cũng mở lớp cho chúng ta, không phải lúc nào chúng ta cũng xin được lịch của thầy. Nhưng anh em là người may mắn có cơ hội học thì anh em hãy tự ôn bài đi. Thứ hai nữa là anh em hãy làm cho mình có cơ hội sáng lên. Và cái lợi ích thứ ba nó nhỏ thôi, đó là anh em sẽ được trả lại học phí 3.868.000, ngày mai sẽ chuyển cái bắt vô tài khoản của mình. Như vậy là mình được học miễn phí, bởi vì mình đã tóm tắt được bài học một cách tốt đẹp. Nếu giả như không nằm trong, ai nghĩ rằng mình nằm trong ba người này, đưa tay với vậy. Ai nghĩ rằng tôi chứ ai, ba người lần mà. Giả như mà mình không nằm trong nhóm ba người này thì mình cũng đã có lợi ích là mình đã ôn lại được bài học ngày hôm qua rồi, đúng không? Ngày hôm nay rồi, đúng không? Ok ha, ai sẽ làm đưa tay lên với vậy. Ai làm? Ok nha. Và tôi biết là có những người cũng hơi nháp tay, là sợ là mình không nằm trong nhóm ba. Nên tôi và ban tổ chức có bàn với nhau là cho thêm 10 giải khuyến khích. Được không? 10 giải khuyến khích là anh em được, con anh em sẽ được tặng một cái tài khoản gọi là Soroban xịn sò mới ra. Được không? Đó là một cái tài khoản Soroban để con của mình có thể tính nhanh. Một bạn lớp 3 mà tính nhanh hơn một bạn lớp 8 mà người phụ huynh rất là bất ngờ. Tại sao nó tính nhanh hơn anh của nó? Là tại vì nó được học cái bộ môn Soroban đó anh em. Vậy thì anh em sẽ có 10 phần thưởng cho ai đó gọi là không nằm trong nhóm 1, 2, 3 thì cũng được nằm trong nhóm 10. Ai nghĩ rằng không nằm trong 3 cũng phải nằm trong 10 chứ trời. Đấy chứ, suốt ngày cứ đòi con phải nhất lớp. Hôm nay người ta cho tới 13 giải mà không có tên mình. Là bữa nay đừng có ép con học nữa nghe. Nó có gen của mình đó. Rồi tiếp theo nữa là nếu mà ai mà không thích lấy tài khoản Soroban thì có thể đổi siêu trí nhớ học đường cho con học. Vì còn nếu con mình đã có những cái đó rồi thì chúng ta đem chúng ta cho cháu chúng ta có được không? Được không anh em? Rồi tôi nói tổng cộng có 13 giải nha. 3 giải là tiền mập và 10 giải là tài khoản cho anh em được phép chọn Soroban. Khi nào nộp bài ha? Tức là bây giờ chúng ta sẽ có hạn nộp bài là từ đây tới tối, vì ngày mai học rồi đâu có thời gian nữa đâu quay. Nên anh em làm gì mà bây giờ xong chương trình cái mình nghỉ ngơi, cái mình ăn uống rồi cho thoải mái tinh thần, tập thể dục xong rồi
À, lên bộ đồ ngon ngon, quay. À, xin chào bạn, hôm nay tôi xin tóm tắt trong vòng 5 phút tất cả những gì tôi đã học trong cái chương trình siêu nhớ học đường cùng với thầy Dominic 8 lần vô địch thế giới nha. Điều số 1 tôi học được là 2 là, 3 là, 4 là. Cho phép liếc xuống nhìn tài liệu nha, tại vì chưa học xong siêu trí nhớ mà. Đó là nhìn xuống dưới á, có cái tờ giấy để sẵn. Được chưa? Và chúng ta nói dưới 5 phút, còn trên 5 phút là không được thi, tức là đăng thì vẫn được mọi người coi. Nhưng mà luật là chưa đạt, chỉ được nói dưới 5 phút thôi. Ai đã rõ luật chơi rồi đưa tay với mày. Ok rồi, cảm ơn anh em và chúc anh em một buổi chiều thật là tốt đẹp bên gia đình của mình nha. Nhớ nghỉ ngơi thoải mái rồi sau đó quay clip. À, chúng tôi chỉ nhận bài gọi là trước, gọi là 9 giờ sáng mai thôi ha. Để cho anh em có thể dậy vào buổi sáng mai cũng có thể làm được. Để chúng tôi còn kịp giờ mà chấm cả mấy trăm, cả ngàn bài là nhiều lắm á. Rồi cảm ơn anh em, chúc chiều tối vui vẻ. Rồi cảm ơn, hẹn gặp lại. Nhớ là lấy giải thưởng đó, 13 giải mà không lấy được giải nào kỳ lắm á. Trời ơi, mới nói xong kêu thầy nhắc lại cách đăng đi thầy. Đúng là phải học cái lớp siêu trí nhớ là đúng rồi. Đăng lên Facebook nè, chụp cái màn hình đi lại nè chơi. Tức là mình lên Facebook mình đăng nè, siêu trí nhớ học đường nè. Rồi mình đánh cái dòng chữ này vào, cái mình đăng cái clip lên đây. Được không? Mình đăng cái clip ở đây. Còn trên cái clip thì nó có nội dung nè. Mình đăng lên Zalo cũng được, mà Facebook cũng được, tùy mình thích đăng đâu đó đăng. Có người họ quen đăng Zalo, người họ quen đăng Facebook, tùy. Miễn sao có đăng lên để chia sẻ cho nhiều người khác cũng được học là giỏi rồi. Là mình cũng có cơ hội coi lại. Vừa mới nói xong chưa kịp out ra khỏi lớp, liếc xuống cái thấy thầy chỉ là hướng dẫn đi thầy thì đúng là phải có mặt trong cái lớp này là đúng rồi. Rồi, tạm biệt anh em.